Rồi, ok. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một cách chỉnh sửa hình ảnh. Chỉ trong hai bước sẽ cho ảnh của chúng ta tươi hơn và làm cho nó mịn hơn. Chỉnh độ noise sẽ biến mất đi như là cái mấy cái hạt á. Bây giờ trước tiên là các bạn hãy lên trên mạng tải giùm mình hai plugin Noiseware và Perfectly Clear. Đó, chỉ cần hai cái plugin này thôi. Thứ nhất, để chỉnh được bức ảnh tươi, các bạn hãy qua phần Noiseware trước ha. Đó, những thông số ở trên này các bạn có thể xem ở đây, mình chỉnh ở đây là mình chỉ cần vô là nó tự động nó chỉnh cho mình vậy thôi. Mình đã như vậy là ổn. Đây, các bạn thấy sự khác biệt nè, nhấp vào nè, đó, ở đây bức ảnh lúc đầu nè, nó que lên nè, nó sẽ mịn hơn ha. Ok, rồi tiếp theo bước thứ hai là Perfectly Clear. Với cái này thì nó sẽ tự động chỉnh hình ảnh chúng ta, độ tươi này nọ là chỉnh hết đây. Đó, sự khác biệt ra không? Đây cũng có những thông số nó sẽ tự chỉnh ta. Ở đây là mức độ trung bình nè. Ở mình thì mình sẽ chỉnh cao hơn cho nó tươi hơn. Đó, bây giờ nhìn cái rổ rau là nhìn rất là tươi ha. Ok. Đó, chỉ trong hai bước rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Chào các bạn. Hãy like và chia sẻ và comment theo dõi kênh của mình. Cảm ơn các bạn.